Anh thấy cái xe của em, xe mới, nó cũng khá khá tiền đúng không? Cái này em bán đi, cho anh mượn. Công ty đấy phải cực kỳ may mắn đấy nên là mới có được anh đấy. Công việc thì cũng có rồi, nhưng mà nhà với cả xe thì vẫn chưa có. Những cái đó ấy, em có thể lo được. Mấy năm vừa qua đi làm ấy, dù sao thì em cũng có tiết kiệm được một ít. Sao mày kiếm một người yêu ăn mặc quê mùa thế kia hả? Thực ra thì con có muốn đâu, nhưng mà cô ta cứ bám theo con đấy chứ. Còn anh, sao anh không giải thích với mẹ đi? Chắc cũng phải đến lúc cắt đứt mối quan hệ với cô ta thôi. Sao cô dám lớn tiếng với con trai tôi hả? Anh này, sao hôm nay anh muốn đưa em đi chơi đâu đây? Lúc này em chỉ nghĩ đi chơi thôi à? Anh đang buồn muốn chết đây này. Em xin lỗi, thế anh có chuyện gì kể cho em nghe xem nào. Xem em có giúp được gì cho anh không? Em thì giúp được cái gì? Anh đang nghĩ, đau hết cả đầu ra này. Em im lặng để cho anh nghĩ một lúc nữa được không? Thế anh mà không kể thì gọi em ra đây làm gì? Thôi, thế thì em đi về đây. Thôi, anh biết rồi, anh xin lỗi, được chưa? Em cũng biết đấy, tiền lương của anh ấy thì nó chỉ có một tí như này này. Mà mẹ anh thì tháng nào cũng gọi điện gửi tiền về cho mẹ, mà cứ gửi trễ một cái là mẹ anh lại giục lấy vợ. Cứ bảo là thôi, không phải làm đây đâu, về quê rồi mẹ giới thiệu con của ông này bà kia cho, ở đây làm việc làm gì cho nó mệt thân. Đau hết cả đầu. Giờ anh trả lời mẹ sao? Anh mà biết trả lời sao thì anh đã không gọi em ra đây làm gì rồi. Anh bảo anh thấy cái xe của em ấy, cái xe mới ấy, nó cũng khá khá tiền đúng không? Cái này em bán đi, cho anh mượn. Em giúp thì cũng giúp anh mãi rồi, cứ như thế mãi làm sao được. À, bạn em ý, gia đình nhà nó có một công ty khá là lớn, để em nhờ nó hỏi thử xem còn chỗ nào cho anh không nhá. Với lại cái chuyện về ra mắt ý, anh cứ tính xem, hôm nào đẹp ngày em và anh cùng về nhá. Hai đứa mình cũng quen nhau lâu rồi mà. Ui, đúng là chỉ có bảo bối của anh mới giúp được anh. Thank you em nhé. Alo, anh yêu à? Alo, anh đây. Em thông báo cho anh một tin vui nhá. Ở bên kia ấy, họ nói với em là họ vẫn còn tuyển vị trí trưởng phòng. Anh nhớ chuẩn bị hồ sơ luôn đi nhá. Ủa, tận trưởng phòng cơ? Ừ, nhưng mà anh không có kinh nghiệm. Liệu có được nhận không hả em? Anh không cần phải lo đâu. Em đã đưa hồ sơ của anh cho họ xem rồi. Họ nói là ổn anh ạ. Người yêu của em vừa đẹp trai lại còn tài giỏi như thế, làm sao mà không được chứ. Ok ok, anh biết rồi, nha. Đi, anh đi vào đi, không cần gì phải sợ. Biết đâu người ta đang chờ, nhá. Cố lên. Anh đi nhá. Alo, em gái cưng của anh đây. Em đưa bạn em đến phỏng vấn rồi đấy. Anh nhớ là phải nhẹ nhàng với người ta thôi đấy nhá. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Đâu ai dám cãi lời của em đâu. Thế thì tốt rồi. Vâng, cảm ơn anh nhá. Giờ anh bận một chút, có gì anh gọi lại cho em sau nhá. Bye bye. Con bé này hôm nay phải nhờ mình nữa. Không biết là có ai lọt vào mắt xanh của em gái mình đây. Alo. Bên phòng kinh doanh có phải còn thiếu vị trí trưởng phòng đúng không? Ừ, được rồi. Vậy cô sắp xếp anh ta vào làm việc ngay nhá. Có gì gọi lại cho tôi. Được rồi. Anh có thể giới thiệu bản thân mình một chút được không? Em tên Cao Việt Linh. Em sinh 1994, quê em ở... Được rồi. Mấy cái vấn đề đấy thì tôi đều xem trong hồ sơ cả rồi. Anh chỉ cần giới thiệu là trước kia anh đi làm ở đâu và đã làm gì, đã có những kinh nghiệm về công việc gì rồi. Mình cứ thấy quen quen nhỉ? Hình như là gặp anh ta ở đâu rồi. Sao nghĩ mãi không ra nhỉ?
tại sao cây Linh nó lại quen thể loại người này nhỉ? Cảm ơn anh đã chính thức được công ty nhận anh vào làm việc rồi. Anh có thể đi làm từ ngày mai nhé. Anh cảm ơn chị, cảm ơn công ty đã cho em cơ hội này ạ. Ừ, thế thì hẹn ngày mai gặp nhé. Dạ vâng, em chào chị, em xin phép. Alo, cô Lan à, tôi nghe đây. Dạ, chào chủ tịch. Em vừa phỏng vấn xong, mọi thứ đều ổn ạ. Nhưng em có cảm giác là có vài chỗ chưa thật lòng. Em sẽ theo dõi tình hình, làm việc thêm. Có gì thì em báo lại sau ạ. Ừ, được rồi. Có gì cô gọi lại cho tôi nhé. Dạ, em biết rồi ạ. Em chào chủ tịch. Ừ, chào cô. Sao rồi anh? Anh đi phỏng vấn kết quả thế nào rồi? Nói chung là cũng tốt. Công ty cũng nhận anh rồi. Công ty đấy phải cực kỳ may mắn đấy. Nên là mới có được anh đấy. Nhưng mà bây giờ anh bảo này, công việc thì cũng có rồi, nhưng mà nhà với cả xe thì vẫn chưa có. Kiểu gì thì mẹ anh ấy cũng lại gọi điện rồi cằn nhằn anh, bắt anh về quê cho bằng được thôi. Anh này, anh không cần phải lo lắng quá đâu. Những cái đó ấy, em có thể lo được. Mấy năm vừa qua đi làm ấy, dù sao thì em cũng có tiết kiệm được một ít. Tuy là không nhiều nhưng mà cũng đủ để mua xe và nhà. Nếu mà thiếu ấy thì em có thể vay thêm bạn em, rồi đợi anh làm ổn định, chúng mình trả dần cũng được. Em đúng là cứu tinh của cuộc đời anh đấy. Ôi baby boo ơi, anh hôn tay em cái nào. Đúng là con trai của mẹ. Xe đẹp xịn như thế này mà chẳng cho mẹ biết gì cả. Rồi lại còn về khoe với cả anh em họ hàng nữa chứ. Ôi giời ơi, như đây có là gì đâu hả mẹ. Con có mua cả nhà rồi cơ. Mẹ thích ấy, lên ở cùng cả con luôn. Mà anh làm ăn có đàng hoàng không đấy? Hay lại lừa cái bà già này? Tiền chứ không phải lá cây đâu mà nói mua là mua được ngay thế. Con mà phải làm ăn không đàng hoàng á, con nói mẹ biết. Giờ con trai của mẹ đã là sếp của một công ty lớn rồi, làm sao mà có chuyện như thế được. Mẹ không tin, tí con đưa mẹ đi xem. Còn bây giờ con đưa mẹ đi gặp người yêu con đã nhá. Mẹ có nói là mẹ không tin đâu. Thôi bây giờ á, muốn cho mẹ đi đâu thì đi. Mẹ của anh khó tính lắm, nên em xem ăn mặc sao cho dễ chịu tí nhá. Một người yêu ăn mặc quê mùa thế kia hả? Bây giờ là giám đốc một công ty rồi, thì người yêu thì cũng phải xứng tầm với mình chứ lại. Không á, bà con hàng xóm á, người ta cười vào mặt mẹ đấy. Kìa, thực ra thì con có muốn đâu, nhưng mà cô ta cứ bám theo con đấy chứ. Con thì không dám bỏ, bởi vì kiểu cũng sợ mang tiếng gọi là vô tình vô nghĩa mẹ ạ. Nó mà dám á? Được rồi, để đấy cho mẹ. Huề, vào cái hàng của người ta sang trọng như thế này mà gọi mỗi nước ép. Mẹ ơi, vào đây thì nước nào cũng như nhau thôi mà. Với cả Linh đang giảm cân cho nên cô cũng không uống được nước có đường đâu. Chắc là nhà nghèo quen thế này rồi, không có tiền để dùng đồ sang trọng thôi. Bảy đặt ăn kiêng, mình có như nào ấy thì cứ sống thế đi. Thôi mà mẹ. Đấy, nhìn con trai tôi nhá, ngoan ngoãn, lễ phép, tài giỏi, siêng năng. Bây giờ còn làm giám đốc một công ty đấy. Cô đi cùng với nó, cô không thấy ngại à? Kìa, thôi mà mẹ. Thôi cái gì mà thôi. Mẹ phải nói cho nó biết, nó quen được con ấy là phước ba đời của nhà nó rồi đấy. Dạ con biết rồi ạ. Ôi giời, tôm chạn đâu nữa để mà ăn với uống. Thôi dẹp, đi về, gọi tính tiền đi. Em ơi, thanh toán giúp chị với. Đây, em quay thẻ của chị nhá. Kì con, sao con không thanh toán tiền? Mẹ
muốn có cái gì liên quan đến con nhỏ này nữa đâu. Dạ, bởi vì tiền của con, con đưa hết cho Linh cầm rồi. Trời ơi, đi về. Thế này là sao? Mày tìm ở đâu ra cái con bé vừa xấu người vừa xấu nết như thế này mà mang về á? Con mà xấu hổ với cả anh em họ hàng, cái gì vậy còn ăn kiêng nữa chứ, lắm chuyện. Con biết là con chưa được tốt, nhưng mà bác có cần phải nặng lời đến vậy không ạ? Còn anh, sao anh không giải thích với mẹ đi? Công việc cũng có rồi, xe cũng mua, nhà cũng có nốt luôn rồi. Chắc cũng phải đến lúc cắt đứt mối quan hệ với cô ta thôi. Dù sao thì kết thúc sớm cũng bớt đau khổ. Sao cô dám lớn tiếng với con trai tôi hả? Mẹ tôi nói có gì sai sao? Chẳng phải cũng chỉ bám theo tôi còn gì. Có gì oan ức cho cô lắm à? Thái độ của cô ngày hôm nay làm tôi thực sự thất vọng đấy. Em không ngờ anh lại là loại người như vậy đấy. Nếu như anh đã nói vậy rồi thì chúng ta chia tay đi. Đường ai nấy đi, từ giờ không liên quan đến nhau nữa. Được thế thì tốt quá còn gì. Tôi chỉ chờ cô nói câu này thôi. Chia tay thôi nhỉ? Có thật không vậy? Tôi tưởng cái câu nói đấy người nói là tôi mới đúng chứ. Chủ tịch, sao anh lại ở đây ạ? Tôi đến đây để xem có đối xử với em gái tôi như thế nào đấy. Sao? Có bất ngờ lắm đúng không? Tôi nói cho cậu biết này, tất cả những gì mà cậu đang có là nhờ em gái tôi mua cho. Và khi cậu đã có tất cả rồi thì cậu đối xử em gái tôi như vậy. Tôi nghĩ là phần phước này mẹ con bà không được hưởng rồi. Hình như có gì hiểu lầm ở đây cậu ơi. Tôi đã cho người theo dõi. Lúc đấy tôi định lên tiếng rồi, nhưng mà tôi im lặng để cho Linh biết bộ mặt thật của mẹ con cậu. Thôi, bây giờ mọi chuyện cũng đã biết tất cả rồi đúng không? Đi về em nhá. À mà này, từ bây giờ, à từ ngày mai, cậu không cần đến công ty làm việc nữa. Cậu chính thức bị sa thải. Còn tất cả khoản nợ công ty, nếu mà cậu không có ấy, thì coi như là tôi cho cậu, để cậu đi học cách làm người. Còn nhà và xe là Linh nhờ tôi mua cho cậu, nhưng mà tôi chưa trả xong đâu. Nếu mà cậu có ý định giữ lại ấy, thì trả nốt đi nhá. Chào mẹ con cậu, đi về thôi em. Ngu ơi là ngu.